Tại vì cái tình chấp của người mình nó nặng dữ lắm. Nếu muốn giảng sanh về cực lạc, phải xả cái tình chấp của cái thiện cái ác, xả luôn. Xả thiện xả ác luôn. Nên đây là lời rất là chân thật khi vừa tu xong, chia sẻ với quý vị. Đừng bao giờ đặt vào vấn đề tôi làm công đức như vậy, tôi giúp như vậy, tôi có công như vậy, có công như vậy, tại sao đối xử với tôi như vậy. Quý vị hãy bỏ đi. Và những đứa cũng bỏ đi. Những đứa cũng bỏ luôn đi. Chúng ta không có công gì cả, vì chúng ta chỉ có duyên phước mà thôi. Nên duyên phước đây, bây giờ những đứa được cơ hội một chút nè. Nó những đứa bước ra, những đứa được cơ hội này, đây là duyên phước. Quý vị nếu mà nói về duyên phước, thật sự quý vị, những đức cũng làm không đơn giản, duyên phước. Nhưng nó là công đức thì những đức lại không có công đức. Vì những đức không có công phu, không công phu nên khi những đức đụng chuyện, những đức không có sức định. Đụng chuyện thì những đức không có sức định để vượt qua. Nên gọi là không công phu, không có sức định thì không có đức, thì không gọi là công đức. Nên những đức mới nói rõ ra là những đức tạo được phước duyên lớn trong cuộc đời. Trong phước duyên lớn thì nó có sự thuận và nghịch. Nên cái thuận là được tăng bốc những đức cũng xài luôn. Và cái nghịch là người ta chửi mắng những đức thì những đức lại không chịu đựng. Nên từ bây giờ niệm Phật lễ Phật, có được công phu là có định chút. Nên mới mong quý vị, nếu cần chửi thì hãy chửi đi. Bây giờ là được rồi đó. Thoải mái, cứ thoải mái mà chửi. Vì những đức đã cảm giác rằng phải trả thôi, phải về thế giới cực lạc thôi. Hiểu không? Phải trả thôi, phải về thế giới cực lạc thôi. Vì bây giờ còn có một mình, quý vị cứ thoải mái. Những đứa không còn vướng bận nữa. Ngày xưa những đứa còn nhiều thứ vướng bận lắm, mà đó là cái sự trở ngại con đường giảng sanh của những đứa. Bây giờ những đứa không còn vướng bận nữa. Thật sự quý vị, đối với quý vị là duyên thôi. Duyên hợp duyên tan. Những đứa không cần nặng nề đến cái việc đạo tràng không chung gì hết. Có duyên những đứa cứ làm. Bây giờ ai giữ nó hay không giữ nó, mặc kệ, tùy duyên luôn. Tại vì sao? Hiểu rồi. Pháp do nhân tạo, nhân sinh, thì bây giờ cũng pháp do nhân diệt. Chúng ta tin luôn đi, hoàn toàn tin hết. Nên từ nơi đó quý vị à, đừng bao giờ cho mình có công lớn. Tất cả trưởng đoàn dẫn người đi tu cũng đừng bao giờ cho mình công lớn. Quý vị tạo đó là tạo duyên phước cho mình thôi. Đừng bao giờ cho mình là công lớn nữa. Và dừng lại cái tâm nói lỗi người khác đi. Những đức mong những người Phật tử hiểu biết, biết những đức. Đây là lời khuyên rất chân thật. Vì đừng bao giờ nói câu gì những đức mà nói người khác. Đừng bao giờ nói câu gì những đức mà nói người khác. Những đức cũng không cần quý vị gì những đức đi nói người khác đâu. Và quý vị thấy những đức thiệt thòi đúng không? Những đức không thấy mình thiệt thòi một chút nào cả. Đây là 100% trước bộ Phật Di Đà của Âm Thế Chí. Những đức nói 100%. Những đức thấy mình không thiệt thòi. Và thấy đây là điều mà Phật Bồ Tát cực kỳ ưu ái cho những đức, để đời này có cơ hội những đức được giảng sanh. Chứ không phải là thiệt thòi. Đây là lời nói chân thật từ tận đáy lòng, không phải là đầu môi chót lưỡi. Nếu như bây giờ thời gian quay trở lại, quý vị, Phật A Di Đà ngày cho những đức chọn, ta cho con chọn, con tiếp tục quản chúng chùa, ba ngôi chùa, và con bước ra bây giờ như vậy. Nếu như đây là những đức nói Phật A Di Đà nghe quý vị, đây là 100% quý vị, những đức sẽ chọn, con chọn bây giờ, con không chọn quản ba ngôi chùa nữa. 100% luôn. Vì sao? Vì những đức muốn giảng sanh cực lạc. Nên quý vị nói những đức thiệt thòi hả? Không có đâu. Đây là lời tặng đáy lòng những đức. Quý vị đừng bao giờ nói gì những đức hay tội nghiệp những đức nữa. Mà quý vị phải thấy những đức là được Phật ưu ái quá rồi. Phật quá ưu ái cho những đức rồi. Nên quý vị đừng bao giờ đi nói ai nữa hết chứ. Còn bị nói là nhân quả của quý vị, gan chịu. Vì những đức đã nói tặng đáy lòng những đức rồi. Mà không phải nói một lần mà nói rất nhiều lần. Đó. Nên bây giờ nè, bây giờ mới là lúc mà trong lòng những đức nói rằng ai cần thích chửi những đức cứ chửi thoải mái. Tại vì sao? Bây giờ là những đức cảm giác rằng là chỉ còn cái mạng này thôi. Cứ thoải mái đi. Những đức nhất định về cực lạc, những đức sẽ độ quý vị 100%. Vì nhờ quý vị giúp những đức rèn luyện được chữ nhẫn. Thật sự chưa bị lóc thịt mà không lẽ nhẫn không được sao? Thấy không? Đức Thích Ca Mâu Ni thì dữ quá, bị lóc thịt ngày nhẫn được. Mình chưa bị lóc thịt chỉ mới nói vài câu lỗ tai này qua lỗ tai này đã chịu không được với cái ngã của mình rồi.
Nên mong rằng quý vị muốn giảng sanh cực lạc không phải chỉ có muốn bằng bằng cái miệng không đâu, mà chúng ta phải thật sự từ cái tâm mình mà phát ra đi quý vị. Đó đó là những nhân duyên mà chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này. Mong rằng quý vị hãy nhận thức sâu sắc và hãy nhìn nhận và hãy tránh bớt đi những cái chỗ thị phi. Và hãy dành nhiều thời gian, được có thời gian tại nhà mình. Bây giờ những đứa đã tu với vị 5-6 thờ, quý vị còn chưa chịu tu, bị đòi hỏi gì nữa giờ? Không chịu tu mà. Lúc trước những đứa không tu thờ nào với vị hết, thì bây giờ vị ảo ảo đến bây giờ những đứa tới tu với vị, quý vị lại không chịu tu, là do lỗi tại quý vị. Còn những đứa đã tặng đáy lòng mình, từ đời lắng đạo, những đứa đã đến đây và nhiệt tình tặng đáy lòng mình rồi, và nói cũng đã nói quá nhiều rồi. Mong quý vị cố gắng niệm Phật, và buồn dặn người khác thì buông ra đi. Chỗ thị phi nên tránh, đừng nên nói đến ai cả. Hãy lo việc của mình đi, là việc giải thoát của mình nghe quý vị. À, có khi tu chung quý vị thấy từng gia đình tu vui quá. Nhất là gia đình của Diệu Thắm Cái Bè tu thấy vui. Ba người tu vui quá trời vui luôn. Nó cũng cùng tần số vậy. Mình tu mình thấy người ta cười, mình cười với người ta cái vui vui. Cái mặt tươi tươi chút, có nhiều bữa thì giống như trong định, có nhiều bữa thì hơi cười cười vui một chút. Nó cũng có gì thay đổi chút xíu. Nên thấy từng gia đình tu cái đạo tràng không chung này hay quá. Rồi nhiều cháu nhỏ nhỏ ngồi tu rồi ha, mấy đứa nhỏ nhỏ thấy hay. Rồi, gia đình của dì Bốn mà tu điều rang ngày 4-5 thờ, 5-6 thờ, mấy đứa nít đồ tu chung đồ. Có thằng bé nhỏ con trai mà bé Thiên Phú, một mình một lên tu hết thờ nha, nó xíu à. À, khoát tay rồi. Nhưng Đức nghĩ rằng cháu chắc con mấy tuổi, con 5 tuổi không? Xíu xíu quý vị. 4 tuổi. 4 tuổi. 6 tuổi hả? 6 tuổi. 6 tuổi tu hết thờ, ngồi tu mình một. Hay trai rất dễ thương. Hay quý vị ơi, cái room này rất là hay, tuyệt vời vô cùng. Gia đình từ ông bà, ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại gì đó, tới cha mẹ, tới cháu. Những đứa nghĩ đến có khi tới chắc luôn, là những đứa thấy có nhiều đứa bé nít mới đẻ để đó luôn. Chắc luôn. Hay thiệt. Nên mọi người nên nhận thức về cái đạo tràng không chung này. Chắc chắn cái đạo tràng không chung này giống như Phật Bồ Tát sắp xếp cho những con người muốn tu này nè. Chắc chắn quý vị luôn. Khó lắm, không phải là tự nhiên mà mình nghĩ là mình làm được điều này đâu quý vị. Mà Phật Bồ Tát cũng gia hộ những đức tu thấy an lạc, chứ không có thể nào bắt ép những đức tu được. Thế nào mà những đức tu mà không vui mà mỗi ngày mà gán lên tu cũng bức à, rất. Nên phải gán, cố gắng mà có cái sự an lạc là nhìn thấy người ta tu lợi ích. Bản thân mình thấy người ta lợi ích, mình thích làm những cái việc người ta lợi ích, mà mình thấy người ta lợi ích, đó là động lực để cho mình làm. Thật sự giống ngày xưa mình ngoài đời mình làm gì mà có tiền nhiều là mình sẽ thích. Tại vì mình vì mình có tiền nhiều là mình sẽ thích, làm không thấy mệt. Còn giờ mình làm gì người mình thấy người ta lợi ích là bản thân mình sẽ thích làm. Nên cái động lực mà quý vị cho những đức là quý vị tu á, thấy vì tu đông, vì tu vui á, đó là động lực á, quý vị cho những đức tu không thấy mệt. Chứ những đức mà mệt là những đức cũng bỏ cuộc. Mệt tu không nói sao tu, nghe không? Mà những đức mà bỏ tu một hai thờ nào là một hai thờ đó cái như là héo queo. Bây giờ những đức nó thật sự ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng chứ. Thử 12 giờ khuya mà không có những đức tu thôi đi, thấy được mấy người tu. Thật sự luôn á, không mấy người tự nhiên giờ đấy đi tu đâu. Nhưng mà có những đức thì tu khi 800-900 người, 700-800, 800-900, cả ngàn người không dẫn. Nên đó là cái động lực mà quý vị giúp đỡ những đức. Và những đức cũng nhờ cái động lực đó mà hỗ trợ quý vị. Này quan trọng. Nó nên nhìn từng gia đình tu thì nó thấy nó vui gì đâu. Nó vui mừng vô cùng. Những đức nghĩ rằng là tất cả những người tu hành ai nhìn cái này cũng hoan hỷ.
Chắc chắn quý vị luôn. Người mà nhìn từng gia đình tu gì mà không hoan hỷ như Đức, người nghĩ người này không phải người tu hành. Thật sự luôn, cái người tu hành ai mà nhìn cái này mà không hoan hỷ được. Tại vì mục tiêu á là khi mình tiếp nhận Phật pháp á, người xuất gia hay cư sĩ gì cũng vậy, mình mong cho người ta là có cái chuyện tu hành. Mà nhìn từng nhà mà tu gì, thật sự trong lòng mình vui lắm quý vị ơi. Đó, thật sự rất là vui. Mục tiêu hồi đó tới giờ những Đức là thích khuyên người ta niệm Phật. Mà bây giờ mới hình thành trước mắt những Đức thấy nè, từng gia đình niệm Phật. Mà cái này hồi đó giờ những Đức nói rất nhiều lần là đạo tràng tịnh độ từng gia đình. Bây giờ nó đã hình thành từng gia đình. Điều này là điều mà trong lòng những Đức cực kỳ vui mừng, vô cùng sung sướng. Và thấy cuộc đời mình đến với cuộc đời này quá ý nghĩa. Thật sự nó có một câu nói mà Lục Tổ Huệ Năng này nói rất hay. Nghe này quý vị, để mỗi người chúng ta bắt tay vào, để mình điều chỉnh lại, bắt đầu từ bây giờ mình cố gắng. Lục Tổ Huệ Năng này nói một câu rằng là người tu hành không nhìn lỗi thế gian. Một câu đó không đơn giản đâu quý vị à. Vì sao người tu hành không nhìn lỗi thế gian? Vì tin nhân quả. Nó không có lỗi. Nên trong nhà Phật có nói câu là pháp nhân sinh, là pháp và là do con người gieo nhân mà sinh ra. Rồi pháp cũng nhân diệt, là con người không tiếp nhận pháp mắc. Thí dụ như bây giờ cái room này nó hình thành là do quý vị tu, là pháp nhân sinh. Nếu như quý vị không tu thì tức khắc cái đạo tràng không chung này mắc. Pháp nhân sinh là pháp con người tạo ra, nhân sinh ra, và con người không dùng nó nữa thì tự diệt. Nên từ nơi đó mà mình phải tin nhân quả, rồi mình sẽ không trách người, mình sẽ không nói lỗi người nữa, mình lo niệm Phật. Mà muốn không nói lỗi người thì cái miệng phải niệm Phật, niệm Phật lễ Phật, rồi lúc đó an lạc rồi mới không nói lỗi người. Nhất là những con người phiền não là sẽ nói lỗi người rất nhiều, vì họ ám ức trong tâm rất là nhiều, nên họ phải chút ra, họ nói cái này nói người kia để họ nhẹ bớt đi. Chính bản thân nhà Đức đã từng trải qua, thật sự luôn, đã từng trải qua mình biết. Nên Phật Bồ Tát đã cho những Đức trải qua hết tất cả các việc luôn, những Đức biết hết. Đó. Quý vị để ý nghe, có những con người người ta thật sự người ta không muốn nói lỗi người đâu quý vị, nhưng mà do người ta quá nặng nề trong tâm người ta quá ám ức rồi. Thí dụ như có khi mà chồng quý vị, họ không muốn đánh quý vị đâu quý vị, nhưng do họ quá tức họ không biết đánh ai. Đánh vợ chắc ăn. Đánh người ta thì không được. Nên thôi quý vị làm vợ người ta bị thông cảm. Thực sự mà nói, nó quá ám ức rồi trong cái cuộc đời này. Về tiền bạc vật chất rồi, công việc rồi, đụng chạm rồi, sự trở ngại bên ngoài nó quá nhiều thứ. Bây giờ chửi người ta, người ta chửi là đánh, người ta đánh lại, chỉ còn cách về đánh vợ thôi. Mà gặp vợ dữ thì nó cũng đánh lại luôn. Nên bây giờ mình biết tu hành và tin nhân quả luôn quý vị ơi. Thật sự mà nói, tin nhân quả, nếu thật sự muốn sanh cực lạc, tin nhân quả luôn. Nên nhớ cái câu, người tu hành không nhìn lỗi người khác. Chúng ta từ hôm nay có thể bắt tay vào, làm được là ngay chỗ nào? Nhờ mỗi ngày dụng công niệm Phật lễ Phật mới làm được. Nếu không niệm Phật lễ Phật không bao giờ làm được. Không bao giờ làm được. Đây là lời khuyên rất chân thật đến với quý vị nè. Nếu như quý vị thấy một cái nơi nào thị phi, quý vị tránh bớt đi. Đó là điều tốt cho chúng ta đó. Nơi nào thị phi đừng nhào vô, khéo léo mà tránh bớt đi. Nơi nào tập trung con người đến nơi đó để thị phi, nói không được họ, đừng nên nói, và im điềm tự rút binh, để lo cho cái chuyện giải thoát của cuộc đời mình. Đó là người khôn nhất trong cuộc đời mình. Những Đức nói cho quý vị nghe, quý vị là mục tiêu, quý vị thích tu hành. Bây giờ những Đức tu với quý vị, tại sao quý vị không tu mà quý vị còn nói gì nữa giờ? Quý vị nói quý vị thích tu mà. Bây giờ những Đức tu với quý vị thì quý vị nói sao? Thầy tu nhiều quá. Nhưng đâu có ép quý vị đâu. Ai mượn quý vị nhào với quý vị tu. Có cô nhắn tin của nó là sao tu nhiều quá vậy? Bộ tu cho chết sao? Nó chàng tu mà chết, thọ mạng đến nó chết chứ làm gì tu chết.
thấy tu nó nhẹ nhàng cái tâm chứ có chết đâu đâu. À, nên từ nơi đó mà đã là muốn tu hành mà người ta tu, người ta đem cái đạo tràng để từng nhà mình có phương pháp tu mà không chịu tu, đi ngồi lại tụm ba tụm bảy, nói đầu này nói đầu kia nói đầu nọ, không chịu tu mà nói gì vậy? Thì ngồi suy nghĩ đi, thì nghe những điều này rồi quý vị hãy quan sát đi, rồi quý vị tự khéo léo và tránh đi những chỗ thị phi mà không cần thiết nữa. Chúng ta đã hao thời gian rồi, chúng ta đã để mất thời gian của nhiều đời nhiều kiếp vào đời này rồi, bây giờ tới lúc rồi chúng ta phải ngồi bình tĩnh lại, những chỗ thị phi, những chỗ không cần thiết tránh đi, thì không để mất và uổng đi cuộc đời này nữa. Đời này muốn giảng sanh, những chỗ thị phi thôi tránh đi, về chơi với vợ với con đi, lo niệm Phật tại gia đình đi. Còn lúc nào thấy chỗ nào làm được tốt, đi làm thiện được cứ lỡ chỗ đó làm thiện xong quên đi, đừng có nhập vô chỗ thị phi nhiều chuyện nhiều điều nữa. Buông ra đi, bỏ đi, đừng nên thị phi nhiều chuyện nhiều điều nữa. Có cô cứ nói rằng ở trong cái bệnh viện có một cái ngôi chùa người ta xây nho nhỏ, mà ngôi chùa vắng tanh không có ai lỡ đó niệm Phật gì hết. Người ta cho cô mỗi lúc rảnh cô vô đó cô niệm Phật, cô hỏi Như Đức, Như Đức nó tốt, để một cái đèn bông sen niệm Phật suốt chỗ đó nghe không? Lỡ đó có khi bật những công đoạn trong cái đèn bông sen á, rồi bật những công đoạn mà Như Đức nói gì hương linh cho người ta nghe, rồi xong để niệm Phật xuyên suốt chỗ đó, lúc nào rảnh rủ chị em lỡ đó niệm Phật. Tại vì ngay cái chỗ bệnh viện rất nhiều hương linh người ta chưa siêu, nên người ta sẽ trú ẩn gần nơi đó, nên mình tu lợi ích cho người ta rất lớn. Cứ lỡ đó mà tu tập, rảnh vô cho chỗ đó tu, tu một thời gian rồi cái từ trường đó nó tốt dữ lắm, rất là tốt, điều đó tốt mà, cố gắng mà làm. Nên quý vị nhớ rằng chúng ta tu hành có nhiều cái thật sự bản thân của mình nó không hiểu rồi, chúng ta sẽ giống như mỗi ngày mình lún sâu luôn quý vị, giống như tâm mình là nghĩ gì người không đó, nhưng mà mình bị lún sâu trong tội lỗi. Nhờ niệm Phật lễ Phật mới cho mình nhìn ra được quý vị à. Thí dụ chúng ta đi đến một nơi nào, chúng ta thấy một cái thùng, đây là thùng công đức, đây là công đức vô lượng, công đức vô lượng, mình bỏ vào công đức vô lượng, công đức vô lượng, cứ công đức vô lượng. Quý vị nhớ câu chuyện của vua Lương Bỏ Đế không? Câu chuyện như Đức kể cũng nhiều lần, thì biết rằng là vua Lương Bỏ Đế là một vị đại hộ pháp, không vô lâu là đại hộ pháp chứ không phải là bình thường nữa. Thì biết rằng thời của vua Lương Bỏ Đế ông xây bao nhiêu ngôi chùa biết không? 480 ngôi chùa vua Lương Bỏ Đế ông xây, và ông cổ động viên cho tất cả người dân xuất gia. Vua Lương Bỏ Đế ông có một cái tâm là gặp người xuất gia rất cung kính, và động viên cho tất cả người dân của đất nước ông xuất gia và ông hộ trì. Ông xây 480 ngôi chùa và độ mấy trăm ngàn người tu, phải nói là mấy trăm ngàn người tu ông độ. Thì biết rằng trong lòng ông cũng rất là tự hào. Tự hào là vì bản thân ông làm rất nhiều việc công đức lớn. Nên khi tổ sư Đạt Ma từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc, khi ông gặp tổ sư Đạt Ma, trong lòng ông thật sự mà nói ông rất là tự hào về những việc làm công đức của ông rất lớn. Khi ông thỉnh hỏi với tổ sư Đạt Ma rằng việc làm của tôi xây 480 ngôi chùa, độ mấy trăm ngàn người tu, làm bao nhiêu việc công đức, cổ động viên cho người xuất gia, người nào xuất gia tôi hộ trì hết. Ông thỉnh hỏi với tổ sư Đạt Ma rằng công đức của tôi có lớn hay không. Tổ sư Đạt Ma nói một câu mà thật sự chúng ta cũng chịu không nổi luôn. Nhất là những người tự hào càng lớn với tưởng việc của mình làm. Nói cái đoạn này quý vị nên mỗi người đi đến chùa nói cúng dường chút chút đồ đó, hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ lại, đừng nghĩ rằng câu chuyện đó của vua Lương Bỏ Đế, mà hãy xem lại mình đi đó. Quý vị có làm được như vua Lương Bỏ Đế không? Khi ông hỏi tổ sư Đạt Ma, tổ sư Đạt Ma nói một câu rất thẳng thắn, không cần phương tiện gì cả. Vì sao? Vì nó rõ ra vua Lương Bỏ Đế cũng căn tính không đơn giản, nên tổ sư Đạt Ma phan thẳng một câu này luôn. Còn nếu như một người bình thường thì chắc chắn tổ sư Đạt Ma sẽ không bao giờ nói câu đó. Nên vua Lương Bỏ Đế khi thỉnh hỏi xong, tổ sư Đạt Ma nói rằng ông không có một chút công đức gì cả, chịu nổi không? Thì mình nghĩ chịu nổi không?
chúng ta một chút xíu bỏ vào, chúng ta nói đó là công đức. Thật sự đó là phương tiện cho chúng ta cảm thấy thích và làm được một chút phước báo. Nếu đổi lại câu hỏi khác mà vua Lương Bảo Đế thỉnh hỏi với Tổ Sư Đạt Ma rằng phước đức của tôi làm như vậy có lớn hay không, 100%, Tổ Sư Đạt Ma sẽ nói rằng phước đức của ông cực kỳ lớn. Nhưng hỏi công đức, công đức thì ông không có. Việc làm đã không phải công đức. Công là từ công phu, mà công phu thì sanh định, định nó sanh đức, nên gọi là công đức. Còn ông không có công phu, ông chỉ có làm việc phước đức, chứ thật sự ông không có công phu. Không công phu thì làm sao gọi là công đức? Chúng ta chỉ có một đồng một cắt bỏ vào gọi là công đức. Đó là niềm vui khi cho chúng ta làm cơ hội cho những kẻ phàm phu chúng ta phát tâm thôi. Phương tiện đó quý vị à, chứ không có công đức gì vô lượng đó quý vị. 480 ngôi chùa kìa, còn không có công đức kìa. Chứ nếu như chúng ta xây 1-2 ngôi chùa mà chùa tao, thì việc này là nguy hiểm vô cùng, cực kỳ nguy hiểm. Hết sức cẩn thận. Tại vì cái tình chấp của người mình nó nặng dữ lắm. Nếu muốn giảng sanh về cực lạc, phải xả cái tình chấp của cái thiện cái ác, xả luôn. Xả thiện xả ác luôn. Nên đây là lời rất là chân thật khi vừa tu xong chia sẻ với quý vị. Đừng bao giờ đặt vào vấn đề tôi làm công đức như vậy, tôi giúp như vậy, tôi có công như vậy, có công như vậy, tại sao đối xử với tôi như vậy. Quý vị hãy bỏ đi. Và những đứa cũng bỏ đi. Những đứa cũng bỏ luôn đi. Chúng ta không có công gì cả, vì chúng ta chỉ có duyên phước mà thôi. Nên duyên phước đây, bây giờ những đứa được cơ hội một chút nè. Nó những đứa bước ra, những đứa được cơ hội này, đây là duyên phước. Quý vị nếu mà nói về duyên phước, thật sự quý vị, những đức cũng làm không đơn giản, duyên phước. Nhưng nó là công đức thì những đức lại không có công đức. Vì những đức không có công phu, không công phu nên khi những đức đụng chuyện, những đức không có sức định. Đụng chuyện thì những đức không có sức định để vượt qua. Nên gọi là không công phu, không có sức định thì không có đức, thì không gọi là công đức. Nên những đức mới nói rõ ra là những đức tạo được phước duyên lớn trong cuộc đời. Trong phước duyên lớn thì nó có sự thuận và nghịch. Nên cái thuận là được tăng bốc những đức cũng xài luôn. Và cái nghịch là người ta chửi mắng những đức thì những đức lại không chịu đựng. Nên từ bây giờ niệm Phật lễ Phật, có được công phu là có định chút. Nên mới mong quý vị nếu cần chửi thì hãy chửi đi. Bây giờ là được rồi đó. Thoải mái, cứ thoải mái mà chửi. Vì những đức đã cảm giác rằng phải trả thôi, phải về thế giới cực lạc thôi. Hiểu không? Phải trả thôi, phải về thế giới cực lạc thôi. Vì bây giờ còn có một mình, quý vị cứ thoải mái. Những đứa không còn vướng bận nữa. Ngày xưa những đứa còn nhiều thứ vướng bận lắm, mà đó là cái sự trở ngại con đường giảng sanh của những đứa. Bây giờ những đứa không còn vướng bận nữa. Thật sự quý vị, đối với vị là duyên thôi. Duyên hợp duyên tan. Những đứa không cần nặng nề đến cái việc đạo tràng không chung gì hết. Có duyên những đứa cứ làm. Bây giờ ai giữ nó hay không giữ nó, mặc kệ, tùy duyên luôn. Tại vì sao? Hiểu rồi. Pháp do nhân tạo, nhân sinh, thì bây giờ cũng pháp do nhân diệt. Chúng ta tin luôn đi, hoàn toàn tin hết. Nên từ nơi đó quý vị à, đừng bao giờ cho mình có công lớn. Tất cả trưởng đoàn dẫn người đi tu cũng đừng bao giờ cho mình công lớn. Quý vị tạo đó là tạo duyên phước cho mình thôi. Đừng bao giờ cho mình là công lớn nữa. Và dừng lại cái tâm nói lỗi người khác đi. Những đức mong những người Phật tử hiểu biết những đức. Đây là lời khuyên rất chân thật. Vì đừng bao giờ nói câu gì những đức mà nói người khác. Đừng bao giờ nói câu gì những đức mà nói người khác. Những đức cũng không cần quý vị gì những đức đi nói người khác đâu. Và những quý vị thấy những đức thiệt thòi đúng không? Những đức không thấy mình thiệt thòi một chút nào cả. Đây là 100% trước bộ Phật Di Đà của Âm Thế Chí. Những đức nói 100%, những đức thấy mình không thiệt thòi. Và thấy đây là điều mà Phật Bồ Tát cực kỳ ưu ái cho những đức, để đời này có cơ hội những đức được giảng sanh. Chứ không phải là thiệt thòi. Đây là lời nói chân thật từ tận đáy lòng, không phải là đầu môi chót lưỡi. Nếu như bây giờ thời gian quay trở lại, quý vị, Phật A Di Đà ngày cho những đức chọn, ta cho con chọn, con tiếp tục quản chúng chùa, ba ngôi chùa, và con bước ra bây giờ như vậy. Nếu như đây là những đức nói Phật A Di Đà nghe quý vị, đây là 100% quý vị, những đức sẽ chọn, con chọn bây giờ, con không chọn quản ba ngôi chùa nữa. 100% luôn. Vì sao? Vì những đức muốn giảng sanh cực lạc.
Nên quý vị nói Nhuận Đức thiệt thòi hả? Không có đâu. Đây là lời tặng đáy lòng Nhuận Đức. Quý vị đừng bao giờ nói gì Nhuận Đức hay tội nghiệp Nhuận Đức nữa. Mà quý vị phải thấy Nhuận Đức là được Phật ưu ái quá rồi. Phật quá ưu ái cho Nhuận Đức rồi. Nên quý vị đừng bao giờ đi nói ai nữa hết chứ. Còn bị nói là nhân quả của quý vị, gan chịu. Vì Nhuận Đức đã nói tặng đáy lòng Nhuận Đức rồi. Mà không phải nói một lần mà nói rất nhiều lần. Đó. Nên bây giờ nè, bây giờ mới là lúc mà trong lòng Nhuận Đức nói rằng ai cần thích chửi Nhuận Đức cứ chửi thoải mái. Tại vì sao? Bây giờ là Nhuận Đức cảm giác rằng là chỉ còn cái mạng này thôi. Cứ thoải mái đi. Nhuận Đức nhất định về Cực Lạc, Nhuận Đức sẽ độ quý vị 100%. Vì nhờ quý vị giúp Nhuận Đức rèn luyện được chữ nhẫn. Thật sự chưa bị lóc thịt mà không lẽ nhẫn không được sao? Thấy không? Đức Thích Ca Mâu Ni thì dữ quá, bị lóc thịt ngày nhẫn được. Mình chưa bị lóc thịt chỉ mới nói vài câu, lỗ tai này qua lỗ tai này đã chịu không được với cái ngã của mình rồi. Chịu không được với cái ngã của mình rồi. Nên mong rằng quý vị muốn giảng sanh Cực Lạc không phải chỉ có muốn bằng cái miệng không đâu, mà chúng ta phải thật sự từ cái tâm mình mà phát ra đi quý vị. Đó là những nhân duyên mà chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này. Mong rằng quý vị hãy nhận thức sâu sắc và hãy nhìn nhận và hãy tránh bớt đi những cái chỗ thị phi. Và hãy dành nhiều thời gian, được có thời gian tại nhà mình. Bây giờ Nhuận Đức đã tu với vị 5-6 thờ, quý vị còn chưa chịu tu, quý vị đòi hỏi gì nữa giờ? Không chịu tu mà. Lúc trước Nhuận Đức không tu thờ nào với vị hết. Thì bây giờ vị ảo ảo đến bây giờ Nhuận Đức tới tu với vị, quý vị lại không chịu tu là do lỗi tại quý vị. Còn Nhuận Đức đã tặng đáy lòng mình, từ đời lãng đạo, Nhuận Đức đã đến đây và nhiệt tình tặng đáy lòng mình rồi. Và nói cũng đã nói quá nhiều rồi. Mong quý vị cố gắng niệm Phật và buồn giận người khác thì buông ra đi. Chỗ thị phi nên tránh, đừng nên nói đến ai cả. Hãy lo việc của mình đi, là việc giải thoát của mình nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau Cực Lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.